Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, càng già càng giàu sang, phú quý, từ tuổi 47 phất lên như diều gặp gió, giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, Phật thường nói, đời là bể khổ, đã là con người sinh ra trong nhân thế này, không ai là không phải chịu khổ. Bất kể là giàu sang hay nghèo hèn đều sẽ có cái khổ riêng, là không ai giống ai, bởi mỗi người mỗi số mệnh. Và ngày nay, con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đoán lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Mới đây nhất, theo tiết lộ chính xác của các bậc thầy tử vi phương Đông, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 là người dễ thích nghi trong cuộc sống, nhưng tuổi trẻ lại vất vả ngược xuôi, tha hương cầu thực. Tuy nhiên, đến trung vận và hậu vận thì lại được hưởng lộc trời ban mà giàu nhanh chóng mặt, tiền của nhét đầy túi. Trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, kênh Lộc xin kính mời quý khán giả cùng luận bàn về tử vi trọn đời của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, để quý khán giả có thể biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào sẽ được hưởng phúc lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe sẽ như thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn ra trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Kỷ Mùi 1979 thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận, chu đáo, mang nhiều hoài bão, đặc tính của can kỷ. Một số Kỷ Mùi ít muốn đảm trách đại sự, thích an phận thủ thường. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng quả, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi điều thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Kỷ Mùi luôn sống hết lòng với bạn bè, nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Người thiên thượng quả rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng quả mà có nhiều cát tinh tại mệnh. Nếu đứng ngôi chủ và thời bình, bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng quả, mệnh Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên sống về nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một người sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Kỷ Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc. Dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng,
chăm sóc cho mọi người nên hiếm khi xảy ra tranh cãi, bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội, hay lo lắng, nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu, chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã. Tuổi Thân, nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai, là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành thì họ cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào. Họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng, một dạ cùng người ấy, gây dựng tổ ấm gia đình. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy, khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến vì sự từ tốn và tính cách hiền diệu của họ. Họ là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ, với cuộc sống sung sướng, đủ đầy tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Kỷ Mùi có nhiều biến động, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, rồi tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu. Tuổi Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc xa rời thực tế. Họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát, trong lành của thế giới tự nhiên, cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Kỷ Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ, vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng sẽ chia tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó thì Kỷ Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng, tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình, bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định. Hành sự cẩn trọng, dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ, thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người, mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ, họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người Kỷ Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Nhìn chung, vận số cuộc đời tuổi Kỷ Mùi có thăng, có trầm, thời trẻ nhiều vất vả, nhưng đa số về già có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng, nếu sinh vào mùa đông, tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng, dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi thay đổi sang một giai đoạn mới. Tuổi Kỷ Mùi thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, quan hệ xã hội cũng tương đối tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn không những biết xử lý tình huống khéo léo, mà còn biết cách giao tiếp, biết trước, biết sau, khiến ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nhờ vậy mà bất kể làm việc gì, tuổi Kỷ Mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.
Sự nghiệp không những ổn định, tài vận dồi dào mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa. Càng lớn tuổi càng sống thoải mái và an nhàn. Tuổi Kỷ Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí, Kỷ Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình. Kỷ Mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những công tử phân minh khi làm việc, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Kỷ Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải vì họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu áp lực quá lớn của công việc. Người tuổi Kỷ Mùi nữ mệnh thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Cuộc đời của Kỷ Mùi nam mệnh được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều, nam Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, hãy nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Quý vị thân mến, ngày tháng năm sinh sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thế mà có người sinh nhầm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhầm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Vậy người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở? Ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết lập xuân. Người tuổi này được hưởng linh khí đất trời, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều, số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công, là người có tài, lại có ý chí, nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập. Người tuổi này tính tình hòa nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt. Sinh vào từ nay đến tháng 3 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống. Ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài có bạn bè nâng đỡ, dường như người này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi. Cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng, bởi khó khăn có được điều đó cũng là nhờ bạn thường ngày thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người là lẽ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của người này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết Thanh Minh. Người tuổi này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt. Họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, dượng dẫn quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lạc, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện. Mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ. Xem tử vi phương Đông thì người tuổi này có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khi lên khi xuống, khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không thể nao núng. Dù có phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình, mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Cuộc đời của người này số phận đã định, tiền vận phải chịu nhiều khổ cực, song từ trung vận trở đi thì chuyển mình, cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm, khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng. Người tuổi này ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng,
có thể trở thành người đứng đầu, thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Người này được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình. Ngày còn thơ bé có cha mẹ, anh em, từ khi lớn lên có bạn đời làm hậu phương vững chắc, giúp bạn không ngừng tiến bước trên con đường công danh, sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có trí, lại được quý nhân ở bên tương trợ, bạn thuận lợi đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời của người này may mắn không phải trải qua đại nạn gì, có thể nói cả đời công danh, lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của người tuổi này chính là tính tình nóng nảy, dễ gây chuyện bốc đồng, sốc nổi, cần phải cố gắng cải thiện điều này thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người này tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu mến của những người xung quanh, tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, người này có nhiều bạn bè giúp, được quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tiết lập thu, người tuổi này thông minh, tài giỏi, có dũng, có mưu, ý chí kiên cường, có khí khái ngất trời, nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần, có tinh thần kiên định, dám nghĩ, dám làm, đã muốn gì là sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Vận mệnh của người tuổi này càng trải qua khó khăn, gian khổ thì bạn lại càng có nhiều thành công vang dội. Tài hoa và trí tuệ giúp cho bạn trở nên khác biệt với mọi người, có thể trở thành người lãnh đạo mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã, song bạn không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân thành đấu sĩ bất khả chiến bại, đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đau đớn mà lập nên thành công vang dội. Có phúc tướng, được hưởng phúc, trời ban như ý, cát tường đã dựng lại càng thêm dựng, dù nay bại thì mai tất thành. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người này thông minh nhưng vận tiền vận không được tốt cho lắm, tổ nghiệp cha ông để lại không nhiều, cũng chẳng được cha mẹ, anh em giúp đỡ là bao, may mắn là sau này ra đời có bạn bè, quý nhân tương trợ, cứu thoát bao lần khỏi cửa ải nguy nan, sự nghiệp nhờ thế thế mà thuận buồm xuôi gió. Xem vận mệnh của người tuổi này, những khó khăn thời tiền vận sẽ dần chấm dứt khi bước vào trung vận, gia đạo hưng thịnh, phúc lộc có thừa. Thời trẻ tuy thông minh, nhưng bạn có phần nghịch ngợm, lơ là việc học hành, nên thành tích không được tốt lắm, mãi tới sau này mới bắt đầu dần dần đi vào nề nếp. Chú ý tới đường học, thông minh lại có ý chí, đi đúng đường, nên chẳng mấy mà tiến bộ không ngừng, đạt nhiều thành tích. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người tuổi này phải chịu khá nhiều vất vả, khổ cực trong đời, vận mệnh người này định sẵn khó nương nhờ được phúc của lục thân, ra đời cũng kém may mắn, hiếm khi có quý nhân nâng đỡ, phù trợ cho vượt ải gian nan, tài năng nhưng không gặp thời, nên khó thành đại nghiệp, bụng mang trí lớn nhưng lại chẳng thể làm được những điều mình muốn. Cuộc đời của người này ba chìm bảy nổi, phiêu bạt khắp nơi, bôn ba vất vả, cực khổ trăm bề, nhưng chỉ đủ để nuôi sống bản thân, cũng bởi tiền bạc thiếu thốn nên thường ốm đau. Bệnh tật, tuy là bệnh nhỏ, nhưng không được chữa trị kịp thời, tới tuổi qua niên, sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh hưởng phúc tuổi già, trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ. Song ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao ắt được hưởng thái bình, ý chí dương lên không ngừng nghỉ của bạn có thể khiến số phận thay đổi, được hưởng vận may. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch tức tiết lập đông, người này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa, phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ, anh em thân thích chẳng giúp đỡ được nhiều, song bằng chính tài hoa của mình,
bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, bạn gây dựng được sự nghiệp trong tay. Thêm quý nhân giúp đỡ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường quang lộ rộng mở, vô tình đạt được vị thế, bao người tôn kính, đường quang lộ rộng mở. Bạn có tài về đường văn chương, khi mà người này thanh cao chẳng màng đến đua tranh cuộc đời, công danh, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bỗng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trúng vào tiết đại tuyết, người tuổi này cả đời không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc, song sự nghiệp chẳng mấy thành công. Người này có tổ nghiệp khó có thể dựa vào, cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng. Không có nhiều điểm vượt trội, tài lộc trong đời không phải không có, thậm chí có phần sung túc, có của ăn có để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn, nên người này vẫn có phần không được thỏa mãn, bất đắc chí, tinh thần bị dây khốn, cảm thấy không thuận tâm, dù những người xung quanh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn, vận mệnh người này có nhiều điều đáng nói, tiền vận mọi sự khó khăn, dù cố gắng nỗ lực rất nhiều, nhưng khó giành được thành công. Bởi có nhiều điều ngăn trở phía trước, giông gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn cố gắng tiến về phía trước, nên về trung vận cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy mặt trời, danh lợi song toàn, hậu vận phúc thọ đủ đầy. Chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng không muốn tiếp tục phấn đấu, bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Sau đây sẽ là vận trình lưu liên của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong từng năm âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, biến động hung cát ra sao, cụ thể như sau. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng đường tài lộc của Kỷ Mùi phát triển cực kỳ rực rỡ trong năm nay. Người làm ăn kinh doanh khẳng định được vị thế của mình, nên được khách hàng tin tưởng, luôn đổ tới tấp nập, sự nghiệp thăng tiến, khách hàng cũng sẽ giúp cho bản mệnh tiếp xúc với nhiều cơ hội thành công huy hoàng. Bản mệnh cũng nên thận trọng khiêm tốn, chớ khiến cho người khác ghen ghét. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Sửu. Trong năm Sửu có hung có cát, đặc biệt là thời điểm giữa năm có quả phá tài rình rập, chuyện thị phi cũng nhiều, bạn cần học cách nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý, chớ hành xử theo cảm tính. Trong gia đình có dấu hiệu bất hòa, bạn cần học cách lắng nghe nhiều hơn, cho nên áp đặt quan điểm của mình cho người thân. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Dần. Trong năm Dần dù có khó khăn cũng không ngăn được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân, nếu không sẽ dễ rơi vào những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Trong việc kết giao, bạn cần phải hết sức thận trọng, không nên háo sắc tham tài, việc gì cũng cần biết giới hạn, có như vậy thì mới tránh xa được rắc rối. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Mão. Căn cứ vào vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Mùi trong năm Mão thấy rằng bạn có cơ hội phát tài bất ngờ, sự nghiệp cũng hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Nếu trong nhà xảy ra chuyện không như ý, bạn cần phải bình tĩnh để tìm cách xử lý, không nên nghĩ đến việc tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Thìn. Do bị hung tinh kiếp tài ảnh hưởng nên trong năm Kỷ Mùi này sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mà kết quả chưa chắc đã như ý muốn. Trong năm có dấu hiệu chuyện thị phi xuất hiện, bạn nên chú ý giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, không nên cố chấp, khăng khăng với quan điểm của mình, gặp chuyện nên có cách ứng biến phù hợp. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Tỵ. Thiên ấn mang lại tác động tích cực cho sự nghiệp của Kỷ Mùi, chỉ cần bạn chịu bỏ ra công sức cố gắng, không ngại khó, không ngại khổ, thì ắt gây dựng được vị thế của mình, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện tài lộc, bạn có cơ hội phát tài bất ngờ, tuy nhiên, bạn cũng cần có cách chi tiêu, đầu tư hợp lý thì mới giàu được. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, trong năm Ngọ là năm đại cát,
Đại lợi đối với Kỷ Mùi, bạn có thể khẳng định giá trị của mình trong tập thể, nên thường được giao phó cho trọng trách, thậm chí là có thể trở thành thủ lĩnh để dẫn dắt mọi người. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Mùi. Trong năm này, bản mệnh khó tránh khỏi rắc rối rình rập, vì thế, làm việc gì cũng cần suy tính kỹ càng, nếu có thời gian rảnh thì nên học tập thêm các kiến thức mới hữu ích. Tình hình sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bạn nên kịp thời đi khám, không nên để bệnh tình kéo dài và nặng thêm. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Thân. Bước sang năm Thân, mọi khó khăn mà Kỷ Mùi gặp phải đều tan biến, bạn gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Trên phương diện sự nghiệp và tài lộc đều có vận may, nếu biết nắm chắc thì có thể gặt hái thành quả như mong đợi. Tuy nhiên, bạn không nên kiêu ngạo, tự đắc, đại sự vẫn nên lắng nghe ý kiến đa chiều. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Mùi nhận thấy, đường tài lộc của bạn cực kỳ hanh thông, bạn có thể tìm ra nhiều hướng đi mới khác nhau trên con đường làm giàu. Tuy nhiên, con giáp này không nên quá tham lam, nên biết thế nào là đủ thì mới có thể bình an, bảo vệ được bản thân và gia đình hạnh phúc. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Tuất. Kiếp tài giáng họ trong năm này, tuổi Kỷ Mùi không thích hợp làm ăn, đi xa cũng cảm thấy bất lợi. Cần phải chú ý để tránh những sự cố bất ngờ, làm việc gì bạn cũng cần cẩn thận và lưu ý, như vậy thì mới có thể kịp thời nhận ra các nguy cơ. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong năm Hợi. Trong năm Hợi, Kỷ Mùi phải chịu tác động của thương quan, nên khó có cơ hội thăng quan tiến chức, chuyện kinh doanh cũng tiến triển khó khăn. Con giáp này thường xuyên phải chi tiêu cho nhiều mục đích khác nhau, nên khó giữ tiền trong túi. Trong năm này, bạn không nên mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ, kẻo tai họa ập tới. Người tuổi Kỷ Mùi tính tình ôn hòa, nhưng tư tưởng lại bảo thủ, lối suy nghĩ kém phần mới mẻ. Tuổi Kỷ Mùi cũng khá vất vả, nên nếu muốn thành công thì nên tìm người hợp tác. Vậy để gặp nhiều thuận lợi và thịnh vượng trong công việc, thì tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 nên kết hợp với tuổi nào? Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tý. Trên phương diện kinh doanh, Tý và Mùi có thể trở thành cặp đôi lý tưởng hoàn hảo. Họ cùng nhau giúp đỡ và xây dựng nên sự nghiệp vững chắc. Thành công, Tý sẽ là người dẫn đầu, chỉ đạo quản lý công việc, còn Mùi sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp cho Tý thực hiện những kế hoạch, dự án của mình. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Sửu. Mối quan hệ của Mùi và Sửu cũng khó có thể lâu dài. Nếu họ hợp tác làm ăn với nhau, những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, bắt nguồn từ sự trái ngược về quan điểm, sở thích. Mùi khó có thể làm việc độc lập, cần phải kết hợp với Sửu, nhưng Sửu lại cho rằng đó là sự dựa dẫm, ỷ lại. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dần. Mối quan hệ của Mùi và Dần sẽ tốt đẹp hơn nếu như hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Dần thì mạnh mẽ và sẽ luôn là tấm lá chắn bảo vệ Mùi trước khó khăn. Ngược lại, Mùi là hậu phương vững chắc, sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ sự nghiệp của Dần. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp, đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Mão. Nếu trở thành đối tác làm ăn, kinh doanh, họ sẽ trở thành động lực và cùng thúc đẩy nhau phát triển đi lên. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, thành công lớn, thì hai tuổi này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi thực tế, Mùi và Mão đều không có tài quản lý tài chính, tài chỉ đạo, nên sẽ rất khó khăn để có thể lập nên một kế hoạch hoàn hảo cho công việc. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Thân. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mùi và Thìn có thể cùng nhau hợp tác và thành lập một công ty riêng cho mình. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, mối quan hệ này tạo ra hiệu quả cao trong công việc. Không chỉ có vậy, từ đối tác làm ăn, Mùi và Thìn trở nên thân thiết, gắn bó nhau như những người bạn thực sự. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tỵ. Cặp đôi này sẽ gặt hái nhiều thành công nếu như họ hợp tác làm ăn với nhau. Tỵ liên tục đưa ra những ý tưởng độc đáo, mới mẻ, giúp cho Mùi phát triển sự nghiệp. Sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra với họ, bởi Tỵ và Mùi rất hợp nhau, đều có chung mục đích lý tưởng. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, Mùi sẽ không thể nào chạy theo những thay đổi bất chợt của Ngọ. Sẽ tốt hơn nếu như Mùi là người đứng đầu quản lý công việc thay cho Ngọ, bởi những tuổi Kỷ Mùi luôn biết cách tính toán, sắp xếp công việc. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Kỷ Mùi.
Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai tuổi Kỷ Mùi sẽ không mấy hiệu quả, bởi họ thường không kiên trì đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuổi Kỷ Mùi có xu hướng sống an phận, hưởng thụ cuộc sống, cuộc đời nhàn nhã, không có ý chí xây dựng sự nghiệp lớn. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Thân. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mùi và Thân khó có thể duy trì mối quan hệ lâu dài. Tuổi Thân làm việc theo cảm hứng, tự do, không thích bị ai chèn ép, bắt buộc. Còn tuổi Kỷ Mùi thì không thể tự mình giải quyết vấn đề, họ làm việc không theo một trật tự, quy định nào, vì thế tiến độ công việc không đều và không hiệu quả cao. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dậu. Sẽ tốt đẹp hơn nếu hai tuổi này trở thành đối tác làm ăn của nhau. Dậu có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén, còn Mùi sẽ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, giúp công việc làm ăn của hai tuổi này gặt hái nhiều thành công. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tuất. Hai tuổi này có lẽ sẽ là đối tác làm ăn thích hợp nhất. Tuất không chỉ giúp đỡ Mùi phát triển sự nghiệp mà còn khiến cho Mùi yên tâm bởi sự trung thành, thật thà của mình. Mùi dù hay đa nghi nhưng sẽ không bao giờ cần phải đề phòng với sự trung thành của Tuất. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn, kinh doanh công việc thì tuổi Kỷ Mùi và Hợi sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu vang dội. Tuổi Hợi bản tính chăm chỉ, cần cù, không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục tiêu. Còn tuổi Kỷ Mùi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn khi trở thành đồng nghiệp của tuổi Hợi. Thưa quý khán giả, theo các chuyên gia, trong cây cảnh phong thủy để phù hợp với từng không gian và hợp tuổi thì sẽ mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Vậy những người tuổi Kỷ Mùi hợp với cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. Tuổi Kỷ Mùi là những người sinh 1979 thuộc ngũ hành quả, thiên thượng quả, theo ngũ hành tương sinh trong phong thủy, mộc sinh quả. Vì vậy các cây màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành quả gia thì người Kỷ Mùi cũng có thể trồng các cây màu xanh lá cây thuộc hành mộc. Ngoài ra, tránh mua những cây có màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, vì thủy khắc quả. Những cây có màu nâu và vàng thuộc hành thổ, vì quả sinh thổ, mệnh quả bị thua thiệt, tiêu hao và không tốt cho vận mệnh của Kỷ Mùi. Cây thuộc mộc bạn có thể chọn, nên trồng các loại cây có màu xanh non tươi tắn như bạch quả, thiên tuế, thông đuôi ngựa, bách xanh. Những loại cây này không những mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà, mà còn tốt cho sức khỏe và khí vượng trong gia đình. Tuổi Kỷ Mùi nên trồng các loại cây có thể ra hoa, nên dùng chậu có màu đỏ, hồng để tăng thêm dưỡng khí. Một số loại hoa thuộc hành quả nên trồng đó là hoa lan, hồ điệp, hoa phượng tiên, hoa quả tước. Thông thường, màu đỏ với ý nghĩa may mắn là biểu tượng của tình yêu, lãng mạn, là sự can đảm, nhiệt huyết, là màu của thách thức, đam mê, là màu của giàu có, may mắn, sự sống và sung túc. Theo tử vi, màu cam mang lại năng lượng và thu hút người khác vào câu chuyện của gia chủ. Màu cam là màu của danh vọng và tình yêu. Để tăng tài vận cho Kỷ Mùi thì trong nhà nên để hai hoặc là bày chậu cây cảnh. Để thích hợp nhất có thể kể ra một số cây hợp tuổi Kỷ Mùi, bao gồm tùng, trúc, cúc, mai, kim ngân, kim tiền, phát tài, hồng môn, trạng nguyên, bạch mã hoàng tử. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.